Sau khi thủy phạm qua đời, một đồng nghiệp thân thiết đã tiết lộ tình tiết vụ tai nạn khiến cô không qua khỏi. Đáng nói, tài khoản Facebook của nữ diễn viên bất ngờ bị vô hiệu hóa khiến ai cũng hoang mang. Chia sẻ với Tiền Phong trưa mùng 1 tháng 2, quay phim Đức Chiến, đồng nghiệp của thủy phạm vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin cô qua đời. Theo đó, anh kể, bản thân đang thực hiện dự án ở Đà Lạt thì nhận tin dữ từ người nhà của nữ diễn viên xấu số. Tôi quay phim ở trong rừng nên điện thoại mất sóng, không thể liên lạc được. Tới hơn 17 giờ ngày hôm qua 31 tháng 1, ngay khi vừa mở điện thoại, tôi nhận được tin nhắn của cháu gái của Thủy báo Thủy mất vì tai nạn giao thông. Tôi lập tức gác mọi công việc lại, chạy xuống nhà Thủy để kịp nhìn mặt em lần cuối. Đức Chiến nghẹn ngào. Cameraman cho biết thêm, thủy phạm đã về quê được 2 ngày sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Theo thông tin từ gia đình cung cấp, nữ diễn viên ra đi chỉ sau 1 tiếng đồng hồ rời khỏi nhà. Thủy chạy xe máy đi gặp một người bạn ở quê, trên đường trở về nhà thì gặp tai nạn. Tai nạn chỉ cách nhà khoảng 2 đến 3 km. Tất cả mọi người trong gia đình đều suy sụp vì không nghĩ em ấy qua đời chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Không ai tin khung cảnh ở quê nhà bình yên như thế lại chứng kiến một cảnh tượng đau thương tang tóc như vậy, anh nói. Quen biết và chơi thân với thủy phạm trong 4 năm, Đức Chiến đã chứng kiến nhiều thăng trầm trong cuộc đời của nữ diễn viên. Cô cũng từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Trong cuộc trò chuyện, anh nhiều lần nghẹn lời, nức nở khi kể về những khó khăn mà đồng nghiệp từng trải qua. Cuối năm sau, Thủy dự định kết hôn. Anh nói trong nước mắt, khi bình tĩnh lại, người này kể tiếp. Cuộc đời Thủy gần như đã trải qua đủ mọi cung bậc, thăng trầm. Cô ấy mắc nhiều bệnh, thậm chí bệnh nặng, bệnh tật khiến Thủy bỏ lỡ nhiều cơ hội trong sự nghiệp, cũng muốn rất nhiều tiền để chữa trị. Sau những khó khăn, Thủy đang gây dựng lại từ đầu và đi lên. Được khán giả yêu mến qua một số vai diễn, mẹ của Thủy cũng mắc bệnh nặng, không ngờ lại ở trong tình cảnh lá vàng tiễn lá xanh như vậy, thật quá đau xót. Cũng theo lời Đức Chiến, trong quá trình hoạt động nghệ thuật, thủy phạm nhiều lần muốn bỏ nghề, những lúc khó khăn, Thủy cũng nản lòng và muốn bỏ nghề, Thủy muốn chuyển hướng kinh doanh. Lần nào tôi cũng khuyên em nên tiếp tục cố gắng bám trụ đến cùng. Với tôi, Thủy là cô gái lương thiện, sống tốt với tất cả mọi người và luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Thủy cũng tự lập và mạnh mẽ, không hiểu sao mọi bất hạnh dồn dập tới em, rồi cuối cùng lại ra đi một cách đột ngột. Cameraman trải lòng. Đáng chú ý, chưa đầy một ngày sau khi thủy phạm qua đời, tài khoản Facebook cá nhân của nữ diễn viên đã bị vô hiệu hóa, không thể truy cập được. Điều này khiến người thân đồng nghiệp của cô không khỏi hoang mang, lo lắng. Trên trang cá nhân, Đức Chiến viết, cầu xin ai đó mở lại Facebook của thủy phạm. Người quay phim cho hay, chưa rõ nguyên nhân tài khoản của bạn thân bị khóa hay bị hack. Tuy nhiên, anh khẩn thiết bày tỏ mong muốn Facebook của nữ diễn viên được mở lại. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể chờ đợi vì không rõ nguyên nhân Facebook của thủy phạm biến mất. Tôi và gia đình dự định sau khi lo liệu xong đám tang của Thủy, sẽ đem điện thoại của cô ấy đi sửa mới có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Do Thủy cài mật khẩu 2 lớp ở điện thoại, anh nói. Đức Chiến chia sẻ tài khoản cá nhân của thủy phạm có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần với gia đình, bạn bè và người hâm mộ nữ diễn viên. Hơn cả là mọi hình ảnh, video của cô đều được lưu trữ ở đây. Vậy nên anh rất mong có thể giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của bản thân thông qua tài khoản mạng xã hội này.